rủi cái nghề này là hai vợ chồng được, nhưng mà khởi đầu phải chịu gian nan. Bà này nó có hư thở, bà hư hơn ba lần. Đưa hình cho chú coi luôn ha. Không thấy hình sao biết coi. Rồi, xin chào chú hai. Hôm nay thì Bút Gâu xin nhờ chú hai soi gân giùm cặp đôi vợ chồng khờ là Cu Lợm và bé Tiên. Thì Bút Gâu vô tình thì gặp chú hai có đi lượm ve chai, thì mời chú hai ghé lại soi cho hai bé và gia đình của chim sẻ coi tình duyên như thế nào và hai bên gia đình như thế nào, có hợp không. Nam mô Phật, mười phương chư Phật cho chúng sanh từ nước ngoài và nước trong. Nè, hai vợ chồng hả? Hai chồng chim sẻ. Có hai chồng chim sẻ đó. Cha mẹ vợ Cu Lợm với đó chú ơi. Hai người này ai? Cha mẹ hả? Cha mẹ của Cu Lợm. Và con bé Tiên đó. Hai tuổi cái nghề này là hai vợ chồng được, nhưng mà khởi đầu phải chịu gian nan. Gian nan nhưng qua một thời gian, nhưng mà rồi số bộ của Nguyệt lão thì nó có sẵn rồi. Nhưng mà giờ bây giờ nó cái gian nan là hai bên. Cũng như là bên gái là còn hơi chê bai, là cũng như là có ảnh hưởng chút. Nói về mà có đồng ý với Cu Lợm không đó? Cũng như lúc đầu nói là sợ. Với điều thứ hai bắt đầu như là người nam này nuôi người vợ được nổi hay không. Tức là nó Cu Lợm hả chú ơi? Cu Lợm có nuôi bé Tiên nổi hay không ha? Tức là bên vợ hả? Bên vợ Cu Lợm là vợ. Cái này là chú soi bằng cái tâm linh hay là cái tâm linh chú họa vô là chú thấy được cái điều đó hả? Thấy rồi nổi thì tôi mới trả lời được. Làm cái tiếng hơi ngọng ngọng là ai? Người nam á, người Cu Lợm hả? Là nói là con rể của chim sẻ với anh Hải trong ngành đúng không? Anh hơi ngọng ngọng. Được, kết nghĩa nghĩa chồng thì được, lúc đầu cũng như dằn cảnh vậy. Lúc đầu giống như dằn cảnh. Dằn cảnh là tức là như là nó qua nó lại cho xô. Là ý nghĩa là cũng như là nói cho thằng này đừng có tiến tới. Vậy cái dằn cảnh về đó. Dằn cảnh tức là để nó nói ra rồi đừng cho thằng này nó tới vậy ha. Mà bây giờ thấy được chưa chú hai? Cái này là được, không do nhọn gái. Nhọn gái. Cũng như nếu mà chịu thương thì bất chấp. Nó không sợ khi nào mà cha mẹ không chịu mà nó không chịu là đứt. Thấy hai đứa giờ cũng thích với nhau đó. Tôi nói vậy đó. Tại vì cái nhân duyên nghiệp quả, số trời đã định là vậy. Thôi không tránh khỏi, nhưng mà lúc đầu phải làm vợ chồng, phải qua một thời gian thử thách để hai bên có cái chì trí nổi hay không. Lúc đầu là nghe chú nói là cái bé Tiên với Cu Lợm là tiên đồng ngọc nữ ha. Nhưng mà đài xuống phải đài, nhưng phải xuống phải trần, cũng như là dầu ở trên trển là tiên đồng ngọc nữ, xuống trần thì cho cái trả nợ theo có chồng có vợ, với trên không có cho. Giờ chú coi thử cái hai tấm hình đó, là người bố vợ của chim sẻ của Cu Lợm đó. Có tấm hình đó. Mất tiêu rồi.
là anh Hải, ba vợ của Lợm, coi anh Hải coi có coi soi giùm anh Hải chứ chị chim sẻ trong đó đó. Coi có đồng ý không ha? Coi có đồng ý không? Coi người vợ như thế nào? Trong hai người này là người nào sẽ đồng ý chú hai? Đây đó, đó là một bên là ba của cô gái đó. Chú hai đang quả phép đấy. Ông này thì ông chịu. Dạ, ông cũng chịu luôn ha. À, cũng như ông chịu, chấp nhận. Nhưng mà ông với vợ ông là người nào chịu nhiều chú biết không chú hai? Còn bà này á, bà ơi hơn ba lần. Mà... Dạ. Không chú hai cũng nói đúng. À, hiện thôi. Hiện mà cái ba lần là cái đầu óc nó không cái giữ tâm trí. Chú hai soi mà đúng rồi. À. Được, hai vợ chồng được. Hai chồng cũng chịu hết luôn ha. À. Nhưng mà cũng dần nghe cũng dòng do tâm quốc cũng kéo về trở về. Dạ. Là sao chú? Hả? À. Tức là dòng do cũng như lúc đầu còn hơi cự cãi rồi chứ mà không chịu. À, người chịu người không rồi đó. Lúc đầu á. Cái dòng do như lúc đầu đó là mà là hai vợ chồng là có anh Hải là lúc đầu đâu có chịu. Sau này anh Hải chịu. À, tôi nói luôn vậy đó. Cũng như dần mới cũng như mà mưa lâu nó thấm. Mưa lâu thấm đất. Rồi mưa dầm thấm đất đó. Bà này nó có hư thai. Cái đó không không biết. À, còn không biết để bác còn có đi hỏi thử coi. Có hư thai. Hai tuổi nhỏ này là được. À. Nhưng mà lúc đầu họ phải chịu mang tiếng dồn dập chỗ này giận với dập qua dập lại vậy. Mà kết cuộc là thành là cô Lợm với Tiên đó ha. À. Chú hai. Cái theo chú nói là cô Lợm với Tiên Thiên Đồng Ngọc Nữ là có ở cõi nào không hay là chỉ là nói Thiên Đồng Ngọc Nữ thôi? Cái này Thiên Đồng Ngọc Nữ ở cõi trời. Cõi trời ha. Là ở cái kiếp nào lận chú hai biết không? Kiếp mới đây hay là bao nhiêu kiếp rồi mới? Có một kiếp. À, một kiếp, kiếp này vậy? À, một kiếp này à? Ừ. Ô, kiếp này là cô Lợm với Thiên rồi, tức là con hỏi là Thiên Đồng Ngọc Nữ là hồi nào á? Cái kiếp trên thiên đình mà không tính. À, kiếp này không tính ha. À, còn cái xuống kiếp này thôi. Được kết nghĩa vợ chồng nhưng mà phải cái gian nan thì nó phải qua một thời gian thử thách vậy đó. Dạ. Nó dồn dập qua dập lại cũng kết cục cũng thành vợ chồng, bởi vì cũng thấy có cái duyên hai đứa mới gặp nhau đó. À. Chứ mỗi đứa mỗi nơi đâu có biết được. Nhà anh em YouTube nếu mà không có duyên nói... không có duyên nhỏ gái thì chê. À. chê nó lại cái duyên kiếp của người ta mà. Giàu nghèo là tật nguyền ha, giờ về cái gì cũng được, nó qua giai đoạn cũng có cái tình thương sẵn. Mình chú coi hai bé coi nếu mà có nên duyên đó. Rồi sau này rồi cuộc sống hai bé như thế nào rồi, chú hai soi được không? Cái đó là trong cái hoạt động thì theo kinh tế rồi. Ha, cũng như giờ nha. Bây giờ tôi nói giả tỷ, bây giờ này ta giả tỷ ta cứ về. Dạ.
Còn người ta bắt phải bắt làm châu. Còn sao? Đó, thì phải phục tùng trong cái gia đình. Còn trừ ra trong gia đình chấp nhận cho đi buôn bán hay cái chuyện gì thì do cái quyền lợi. Chứ mình cũng như mình vô cái nhà người ta thì phải ta, mình phải giữ quyền hệ thống. Đó, tôi giải thích vậy đó. Rồi nãy giờ chú soi bên cha mẹ vợ của cha mẹ rồi tới hai đứa luôn. Hai đứa. Rồi sao chú suy nghĩ chú quả phép làm sao coi cái bên nội bên ngoại bên vợ của cô Lạm coi có đồng ý không chú? Mấy người lớn nữa đó. Mấy người bên nội bên ngoại đó. Cái này là chú hai bên à. Bên nội thì bên nội á thì nó chấp nhận. Dạ. Nhưng có một cái số nữa người ta cũng phản ảnh. Dạ, cũng một số á. Ờ. Mình chịu người không á. Ừ. Hai thằng cô Lạm thì nó khờ. Thì tự nhiên cô Lạm thì phải vậy rồi. Lặng lặng. Nó cũng vào cái thú á. Nó cũng như kéo thời gian kéo. À, cuối cùng cũng đâu vào đó hay chứ hả? Vào đâu vào đó à? Ừ. Còn gì nữa? Cái này là chú coi bằng cái soi bằng cái giác quan. Giác quan về giác quan về tâm linh. Giác quan về tâm linh. À, tâm linh luôn vừa coi trong cái sổ bộ của Nguyệt Lão. Chứ không phải là coi bói phải không chú hai? Không coi bói. Bói hả? Ừ. Cái này soi nhưng mà chú trong cái tâm linh của chú là chú nhìn thấy được cái số kiếp của mấy người này như vậy hả chú hai? À, coi thấy được rồi tôi mới trả lời. À. Còn không thấy thì tôi không dám trả lời là cũng như mình vượt bực. À, tại mấy con chỉ quay nghe biết chú có tâm linh coi cũng hay đó. Coi cũng đúng nhiều rất là nhiều người cho nên mấy con cũng làm cái clip nha. Tại vì vừa rồi quay cô Lạm bé Tiên nè, gia đình chim sẻ nè, cũng được nhiều người yêu thích nữa. Thì cũng đăng nổi ở trên mạng. Cũng nhiều khán giả cũng muốn hai đứa nó thành đôi. Đó, cho nên nhờ chú coi như thế nào. Thầy chú có tâm linh coi giỏi quá. Cũng nhờ chú coi gái nó coi như mà cô Lạm nè. Đó. Có thể ở rể. À, hay là rước dâu về bển coi cuộc sống thì như là rước dâu hay là là cô Lạm có thể làm rể gì đó. Hai, hai là, cái này là như thế nào? Là cũng như là cô Lạm có thể mà rước bé Tiên về bển làm ăn phát tài không? Hay là cô Lạm về đây đỡ rể làm ăn? Cái đó là do hai bên xui gia. À. Xui gia cũng như là ta hội họp ở trong lại. Bây giờ là về ở đâu? À. Ở một bên chồng, hai là bên vợ. Do trong cái gia đình xếp đặt. Chứ chú hai coi không được. Coi không được. À. Tôi thấy là bên chồng hơn. Vậy là à. Ở bên cô Lạm. Đây bé Tiên mới về bên cô Lạm là được bên hơn. Chồng. À. Nó làm ăn được hả chú hai? Được. Hai người này đều không có nghề nghiệp gì hết. Hiện bây giờ hay là sau này? Giờ. Hiện bây giờ. Chứ nói sao thì nó khi cái vợ có vợ chồng ta có nghề nghiệp làm sao? À, nó đổi cái khác. Chú coi là hiện giờ là không có nghề nghiệp. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ hai đứa chưa mà. Hai đứa còn nhỏ mà. Hai đứa cũng hiện giờ chưa có nghề nghiệp gì hết. Nhưng mà bởi con hỏi một cái nữa nghe. Ừ. Tức là chú hai có coi trên YouTube gặp hai đứa này thường xuyên không? Không. Không gặp á? Ừ. Dạ nhiều khi người ta coi, người ta nói chắc chú hai chắc coi qua YouTube mà, bởi vì nói... Vụ mấy cái này tôi ít coi đó. À.